Từ đây về sau em sẽ ở đây. Anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho em. Em nhất định sẽ nhớ lại hết mọi chuyện. Bây giờ con đòi Quảng đám cưới là sao? Cô đang rất cần con trong lúc này mẹ ạ. Không bao giờ cưới nữa cũng được. Nhưng quãng đời còn lại về sau của anh, anh đừng hòng lấy một người con gái nào khác. Tình thư này không có được, không ai được có. Cũng là yêu thương, cũng chung mục đích. Ai có thể ngờ, đó chính là nguyên nhân thúc đẩy bao tội ác. Nếu như thằng Quốc không chết thì mình chết. Tôi đã chỉ điểm cho anh rồi, anh tin hay không á thì tùy anh. Kết thúc nó đi. Mày phải chết. Giết nó đi. Đó là món nợ của gia đình cô đó. Giết nó. Mày chết đi đồ con quan. Mày chết đi. Mày chết đi. Lòng đố kỵ, thủ đoạn và mưu gian sẽ lên đến đỉnh điểm trong những tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Tình Yêu Dối Lừa, phát sóng vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y, tải app ngay trên Google Play và App Store.